Chiều qua, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi Cảm xúc trong em mùa thứ 2 do Xưởng Nghệ thuật Actree, thành viên Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội phối hợp với Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao tổ chức. Cuộc thi dành cho các em nhỏ trong 3 lứa độ tuổi 4 đến 6 tuổi, 7 đến 10 tuổi và 11 đến 15 tuổi có khả năng hội họa, có tâm hồn nhạy cảm và trí tưởng tượng phong phú. Chúng tôi hy vọng rằng là trẻ em với trong khả năng của các em thì các em có thể góp phần đưa ra những cái ý kiến, đưa ra những cái góc nhìn và cái quan điểm một cách mới mẻ và sáng tạo. Ban tổ chức nhận được cái số lượng bài dự thi tăng gấp 100 lần so với cả mùa đầu tiên. Và chúng tôi vô cùng vui và tự hào khi mà những tác phẩm đó không chỉ nằm ở trong cái địa bàn của thành phố Hà Nội mà nó từ khắp mọi miền Tổ quốc, thậm chí là từ mũi Cà Mau, từ Đồng Nai. Các bạn đấy vẽ rất là đơn giản, rất là dễ hiểu thôi. Nhưng cái thông điệp nó sáng tạo, nó mới lạ và nó kể được những cái câu chuyện mà khiến cho người lớn cũng phải giật mình suy nghĩ. 60 thí sinh được lựa chọn vào vòng chung kết đã nhận được nhiều giải thưởng có giá trị. Đồng thời, trong thời gian tới, các em sẽ được tham gia hoạt động cộng đồng và triển lãm nghệ thuật đấu giá từ thiện tác phẩm của chính mình. Toàn bộ số tiền thu được thông qua buổi đấu giá từ thiện này sẽ được dùng để đóng góp xây dựng các điểm trường vùng cao và giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Giải đặc biệt của cuộc thi đã thuộc về em Nguyễn Bá Đức Anh, 9 tuổi, với tác phẩm Vua Biển Giải Cứu Đại Dương.